cơm tấm kali. Thực đơn ở cơm tấm kali thì vô cùng phong phú và các món ăn thì rất là ngon luôn. Bên cạnh đó thì ngoài không gian rộng rãi như là Thư Mộng thì lựa chọn nhiều món ngon như vậy không thể thiếu với nhiều người rồi ạ. Không chỉ có ăn ngon mà nước uống đây còn rất là tuyệt vời và đầy những bất ngờ thú vị. Nào, chúng ta cùng nâng ly nhé. 1, 2, 3. I love cơm tấm kali.